Thời tiết 3 ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2023, rét đậm ở miền Bắc, nắng ấm ở miền Nam. Dự báo thời tiết 3 ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2023, miền Bắc rét đậm, mưa ở miền Trung và nắng ấm ở miền Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết trong 3 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch trên cả nước có sự chênh lệch đáng kể. Miền Bắc tình trạng thời tiết rét đậm vẫn tiếp tục diễn ra, trong khi miền Trung mưa tập trung về đêm và sáng, trời rét. Miền Nam nắng ấm, có nơi nhiệt độ lên đến 33 độ C. Cụ thể, khu vực Bắc Bộ khả năng mưa thấp, đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17, vùng núi cao, có nơi từ 10 đến 13. Riêng đêm ngày 31 tháng 12, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, vùng núi cao từ 6 đến 9 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Khu vực Trung Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ít khả năng có mưa, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, trời rét. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa tập trung về đêm và sáng, ngày mưa gián đoạn. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ít mưa, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 19 đến 21, phía Nam từ 22 đến 24, nhiệt độ cao nhất ngày ở phía Bắc từ 22 đến 24, phía Nam là từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, Tây Nguyên phổ biến ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17. Riêng đêm 31 tháng 12, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.